Mới đây, trên trang cá nhân Huyền Ly Di đăng tải bức hình cô diện áo dài đầy dịu dàng, nền nã. Đáng chú ý, nữ diễn viên bất ngờ thông báo, theo chồng về dinh. Dòng chia sẻ này của Huyền Ly Di khiến dân tình đứng ngồi không yên. Có thể thấy, nữ chính thương ngày nắng về đang tạo tuyết trêu đùa mà thôi. Khi được hỏi, rồi lúc nào sẽ thấy chồng của em xuất hiện vậy? Huyền Ly Di vui vẻ đáp, em cũng đang ngóng đây. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận bàn tán. Ở tuổi 33, Huyền Ly Di gặt hái được không ít thành công trong sự nghiệp và khẳng định được tên tuổi của bản thân trên con đường nghệ thuật. Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Huyền Ly Di luôn cho khán giả thấy một hình ảnh bà mẹ đơn thân độc lập, hạnh phúc bên con làm những điều mình thích với cuộc sống đủ đầy. Mỗi khi bận công việc, chồng cũ vẫn chia sẻ việc chăm sóc con cùng cô. Nữ diễn viên từng chia sẻ, chúng tôi quan niệm cái gì qua rồi hãy cho qua, còn chăm sóc con cái là chuyện vẫn phải cùng nhau làm để con có cuộc sống tốt nhất. Vì vậy, Nem vẫn đang nhận được đầy đủ tình thương của hai bên gia đình. Thay vì buồn phiền sau ly hôn, cô luôn tỏ ra là người tích cực, tràn đầy sức sống. Nhìn vào cơ ngơi hiện tại của Huyền Ly Di, người hâm mộ càng thêm nể phục bản lĩnh vượt khó và nỗ lực của cô. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.